Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm clip nói về cái vấn đề của của xì kẹo. Thì cái clip đó mình thấy là mọi người kêu là bắn chung với bot hoặc là hack. Mình cũng không nghĩ đó là hack đâu. Để mình thử tìm kiếm một vài tên giống như vậy nha, cho các bạn xem. Thử coi mấy tên này coi phải là bot hay là người thường. Rồi, không biết người thường hay là bot đây. Chạy trong khá là ghê. Hello. Hello. Don't shoot. Don't shoot. Yeah. I will sin. Sơn đã đến bên em. Yeah. Đến luôn bên anh. Yeah. Hình như thằng này không phải là bot nha. Thằng này là người thiệt rồi. Sơn đã đến bên anh. Rồi lại chạy sang bên em. Yeah. Ok, bắn thiệt à? Bắn thiệt. Vừa phải thôi chứ. Đã không bắn rồi còn bắn thiệt nữa. À, boss nè. Anh em thấy nè. Anh em thấy gì không? Đó. Cái này là do là một là thứ nhất là mình nghĩ là bị AFK. Thứ hai là mình nghĩ là do lỗi game. Thì mình nghĩ là có một số thành phần AFK nên là nó sẽ trở thành bot. Cái này thì anh em bắn hoài thì anh em sẽ biết, chứ đừng có nghĩ là hack, sử dụng hack gì cả. Đây nè, mình vô rồi nãy hai thằng kia là người thường. Còn bây giờ có thằng này ngồi bắn nè, anh em thấy không? Nó bắn mà nó bắn đã đời luôn á. Nó bắn không tốn đạn luôn mà, nó không có ba lô mà nó lấy đâu ra đạn, nó bắn ghê kinh hồn vậy nè. À, mình đứng trước mặt nó, mình nhảy lên đầu nó luôn nè. Không? Và nó bắn nè. Bắn đi, mình bắn đi. Bắn đi, đúng rồi. Đúng rồi, lạc đạn rồi kìa. Đúng rồi, bắn vậy mà cũng không trúng. Trời đất ơi. Nhìn tiếu vãi. Rồi, anh em thấy cái này á thì anh em đừng bao giờ nói là hack hay là gì cả nha anh em. Cái này không phải hack đâu nha anh em. Không, đứng trên đầu nó luôn nè. Đó. Thì bởi vậy mình có thể dùng tay mình đấm nó được. Chuyện này là chuyện bình thường trong game thôi, chứ chẳng có gì xảy ra cả. Thậm chí anh em chơi nhiều anh em sẽ để ý cái này là không phải hack. Cái này là do AFK hoặc là thoát game giữa chừng nên nó biến thành bot vậy thôi nè. Hai đấm ngất xỉu. Có cái gì đâu, nó có được 28 viên rồi, nãy giờ nó bắn giống như là nó lấy luôn đạn của nhà dòng họ nó ra nó bắn á. Như vậy là anh em đã hiểu lý do tại sao mà bên xì kèo lại có trường hợp này. Thì bên mình cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà rất là ít. Thì bên xì kèo lâu lâu hên thì nó chùm 3 chùm 4 thằng kiểu như bot lại với nhau. Anh em nếu mà đã dân không phải mình không phải nói dân mà đã chơi Free Fire rồi, đã chơi nhiều lần Free Fire rồi thì anh em biết cái vấn đề này rồi. Thì anh em đừng có lên mạng mà nói người này hack, người kia hack này nọ. Thực sự đây là mình làm video kiểm chứng trực tiếp cho anh em xem luôn nè, chứ không phải là edit video gì cả. Thì anh em cũng biết rồi đó. Khá rõ đúng không? Khá rõ ràng. Không có gì thắc mắc cả. Như vậy là cái clip sĩ kèo làm như vậy là hoàn toàn là không có gì sai cả. Với lại các bạn cũng không nên đánh giá một thực lực của người nào cả. Tại vì game khi mà các bạn chơi á, một số người chơi hay, một số người chơi dở, nhưng mà nhằm mục đích để làm gì? Để góp vui cho các bạn thôi, cái gì đâu.
người này có người này chơi hay, có người này chơi dở thì để góp vui cho nhau thôi. Giống Tùng Sơn với Lệ Rơi á, hát đâu có hay đâu. Rồi mình thấy nè, đó, vừa đi vừa bắn mà bắn không trúng. Mình không biết đây có phải là boss hay không. Thấy không? Anh em thấy không? Nè, mặc dù tên cái tên nè, anh em cho anh em coi cái tên này, mình bắn nó phát nè. Đó, thiên rồi gì thấy không? Bắn một viên chết rồi thấy không? Đừng bao giờ đánh giá ai cả. À, như vậy mà cũng chưa lấy được nè. À, mình chưa có ba lô. Thì mình không biết là tại sao thì dạo này mình thấy là khá nhiều boss. Đợt trước mình chơi là rất là ít boss nha anh em. Rất là ít. Thậm chí là không có luôn á. Dạo này rất là nhiều. Thì không biết bên Free Fire nó bổ sung phiên bản như thế nào mà xảy ra hiện tượng nhiều như vậy. Thì cái này trong trong solo thì có nhiều, nhưng mà còn về bên swap á thì rất là ít. Edwa rất là ít nha. Rất là ít hiện tượng là có boss như thế này. Có xe này. Xe này là người thiệt nha anh em. À, người thiệt biết lấy hòm nha anh em. Đó, cái này là người thiệt nha anh em. Chứ đừng có nghĩ là nó là boss, nó bắn chết thiệt luôn á. Chứ ở đó mà boss. Đó, nó bắn chết thiệt á, chứ không phải đùa đâu. Không đùa được đâu. Chưa kịp lấy hòm nên mình giết nó rồi. Tội. Một số là boss thì mình có thấy, nhưng mà một số không phải là boss thì anh em đừng có chủ quan. Thì mình anh em nên nhớ nè, boss nó nằm ở những cái khu vực mà những khu vực xa nha, chứ nó không có nằm ở trong những cái khu vực như là Mew nè. Nó chỉ nằm ở những khu vực mà hẻo lánh như thế này nè. Đó, trọng điểm. Cái này cũng gọi là trọng điểm. Thì clip này thì anh em khi mà mình làm bắn trực tiếp như thế này thì anh em đủ biết là nó như thế nào rồi. Trong game nó xảy ra những trường hợp như có boss thì cái đó không ai biết trước được. Trời ơi, bom nằm trên đầu, bom đang nổ luôn rồi. Ngồi xuống đi vòng vòng chơi coi. Còn 9 thằng ơi, còn bom mà chạy ra cho nó nổ tét đầu chơi à. Groja này mình cho nó biệt danh là 10 viên không giật. À, để mình chạy vòng vòng coi còn boss không nha. Anh em biết lý do, mình sẽ giải thích lý do tại sao có phòng lại có boss, có phòng lại không. Tại vì anh em biết không, một phòng á là nó cho thời gian là 1 phút để mình vào phòng. Giống như là bây giờ đi, anh em bấm tìm kiếm phòng thì nó sẽ cho 1 phút để vào phòng và chờ đợi những thành viên khác. Thì trong cái thời gian chờ đợi đó, nếu nếu như mà không đủ số người, không đủ số người thì nó sẽ bên game á, mình không biết sao, mình sẽ giải thích như thế này nè, là nó sẽ cho boss vào để lấp đầy cái số người đó. Anh em nhớ nha, nó sẽ cho lấp, giống như là hiện tại chỉ có 40 người đi, 40 người bấm tham chiến thì nó sẽ cho 11 người nữa, nó sẽ cho 11 người nữa vào để bắn chung.
một người này người ta gọi là boss á, gặp giống hồi nãy á, tông chết bà rồi, vậy mà không bể xe Groza như phanh vậy á. Rồi clip này mình làm để cho anh em hiểu là bây giờ mình tham chiến vào thì nó sẽ có 40 người đi, thì nó sẽ thêm boss 11 người, 11 con boss vào để đủ 51 người. Đó, đơn giản là như vậy thôi. Anh em nên nhớ là đừng có phán xét ai cả. Mình có thấy anh em làm clip nói rằng là sĩ kẹo hack hay là trình độ gì đó thì anh em suy nghĩ lại. Đây là mình chơi trực tiếp luôn nè, wifi của mình vẫn còn đầy đủ nè, thấy không? Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Thì anh em nào cảm thấy video hay, hữu ích, nếu mà cảm thấy video này giúp được nhiều người, để nhiều người biết ra được cái vụ trên game này, thì anh em nhớ cho một like video và một lượt subscribe nếu anh em thích kênh của mình. Rồi, cảm ơn rất nhiều ạ.